mùa năm múa bài Hồ Chí Minh mùa năm. Lại đêm qua em mơ ngắm đang ngủ dậy hơn còn mơ, em ưu yếm một đôi má ba vui bên ba là em mơ na. Ba mỉm cười bác khen em ngoan, bác gật đầu bác khen em ngoan. Thủy Dương hát sai nhịp rồi nhá. Không phải mẹ. Nào con gái rượu của mẹ, nào con ngoan nhỉ. Để yên, mẹ mặc áo này cho. Đẹp quá. Yên, nghe chị Hà kéo đàn. Cho em kéo một tí nào. Để Yên chị tập. Để cho em kéo một tí thôi. Thùy Dương ngoan nào. Chốc nữa chị cho cái này hay lắm cơ. Ừ. À chị cho con gấu nhá. Ừ, không em kéo đàn cơ. Ừ. Thích nhá. Em kéo cơ. Mẹ ơi, chị Hà đánh con. Thùy Dương. Chị Hà đánh con bắt đèn bố đi. Thôi này. Bố làm con vịt cho con xem nhé. Cạc, 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 cạc. Bố làm nữa đi. Cạc, 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 cạc. Bố kể chuyện cổ tích cho con cơ. Chuyện gì nào? Chuyện ông vua ấy. À, ngày xưa có một ông vua tên là Lê Lợi. Sau khi đánh tan quân giặc xong, nhà vua đi chơi hồ. Gươm thần của Long Quân trao cho nhà vua để đánh đuổi quân giặc con à. Ngày ấy quân sĩ của ta đi đến đâu là giặc tan đến đấy. Mỗi lần gươm thần vung lên, hào quang sáng rực làm cho quân giặc khiếp vía kinh hồn, thua chạy tán loạn. Xưa kia hồ rộng bao la, cây cối um tùm, quanh năm chim chóc đến làm tổ. Có lẽ cây si cổ thụ này còn lại từ ngày ấy. Sau khi quân ta thắng trận, một hôm nhà vua đi chơi hồ, giữa tiếng reo hò của quân sĩ, Nghe đi. Nhanh lên. Em ở phố nào? Dạ, ngõ chợ Khâm Thiên. Ở Khâm Thiên à? Lên đi cháu. Cháu lên trước đi. Lên đây em. Cháu, lên đi. Đâu cả. Đứng trước ông này. Lên đây. Lên đây em. Kìa cháu, đưa sổ cho cô đi. Nhà cháu đông mấy người? Đông hết hả cháu? Dạ. Cô cân cho nhà cháu bao nhiêu cũng được, nhưng ít thôi. Cô đừng xóa tên mẹ cháu, em cháu. Cô đừng xóa. Cô biết rồi. Cô biết rồi. Kìa cô, gạo xào rồi kìa. Ôi chị, chuyện gì mà lâu thế hả chị? Tôi cũng không rõ nữa. Anh thử lên xem thế nào đi. Báo động phòng không mà cả tiếng cả buổi. Rành ra rành ràng, bán hàng mà không thông cảm gì cả. Đừng nói thế anh. Chúng ta đứng đây có giây lát, còn chị ấy phục vụ suốt ngày ở đây, cả trong lúc bom đạn. Tôi ở cạnh nhà chị ấy. Bom giặc đã giết chết chồng con của chị. Xin cô. Xin chị quyển sổ. Chào chị. Chị ăn đông hết. Đông hết. Vâng. Còn túi này nữa anh ơi. Cảm ơn chị. Chào cô cái túi. Chị cho đông cả tháng. Xin cô. Cô nghe lời cô thì cháu đừng khóc nữa. Địa chỉ của bố cháu nhớ chứ? Bố cháu ở bộ đội tên lửa. Đã đành. Số đơn vị cơ. Dạ. Mẹ cháu để ở trên ngăn tủ. Cô biết rồi. Phải giữ gìn sức khỏe cháu ạ. Cháu còn phải học nữa. Bố An về mà thấy cháu gầy ốm thì sẽ buồn lắm đấy. Đoàn cơ quan mua cho cháu. Còn gói bít cốt là của bác Bình hàng xóm cho đấy. Ai mẹ con lên thôi. Ai mẹ con an toàn cả chứ? Bọn chúng bỏ chạy cả rồi. Hà Nội thắng to nhá. Một cánh cụt cánh xòe bị ta bắn tan xác. Hai con ma đền cội bắt sống giặc lái. Hai mẹ con chuẩn bị sơ tán ngay đi. Còn căng đấy. Lên thôi. Gói kẹo nữa nhé. Cô đổi đâu nửa cân. Cô cho tôi cái kia này. Vâng. Đây là lương ăn chiều hôm nay. Cô sẽ đưa cháu lên chỗ sơ tán. Nhân tiện cô đổi thêm một ít bánh cho các cháu con bác chủ nhà. Phòng với thuốc đánh răng cô để ở trong túi nhé. Alo, phân đội 97 đâu? Alo, tôi nghe đây. Địch có thể đánh vào toàn đội hành quân, các đồng chí cho phân đội vượt nhanh. Báo cáo, đường hành quân phía trước có một chiếc cầu hẹp, mật độ xe cộ và người đi lại đông đặc. Mệnh lệnh của bộ chỉ huy đúng giờ quy định, phân đội 97 phải chiếm lĩnh xong trận địa. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Báo cáo. Có gì khó khăn các đồng chí khắc phục? À, không phải thế. Hiện nay trên xe tôi có một em bé gái. Sao? Một em bé? Vâng. Con của đồng chí à? Dạ không. Gặp em ở dọc đường. Đồng chí không đùa với bom đạn đấy chứ. Đồng chí không hiểu rằng trong lúc này để một em bé ngồi trong xe là rất nguy hiểm hay sao? Tôi có lỗi. Tôi xin nhận trách nhiệm về việc làm của mình. Đây là đứa con trong binh chủng. Em đang đi tìm bố. Gia đình em bị bom ở Khâm Thiên. Cho cháu xuống. Cháu làm sao thế? Chú cho cháu xuống. Ngọc Hà. Alo, 97 đâu? Alo, 97 đây. Về trận địa đồng chí nhớ cho người đưa em bé về bộ tư lệnh ngay. Rõ. Chú ý trên đường đi, cho cháu bé cũng cẩn thận nhé. Rõ. Đội ngũ lên trắng. Sao không về Hà Nội, cô Nga lại đưa cháu về tận trường ở nơi sơ tán, chú ạ. Em về cô ạ. Em về nhá. Để đấy cho bác. Khổ thật. Cô giáo vào ăn chuối đi, cho cháu Hà ăn với. Bảo mãi chẳng được. Mẹ ơi, chị Hà không vào ăn chuối. Tí, con ăn mẹ đi nha. Hư này. Ăn chuối đi Ngọc Hà. Để em cắt chăng. Thằng Tị này. Cái Tí này. Em lấy quần này đâu. Cho chị Hà chứ. Sao chú lại cứ để nó đấy cho tôi. Làm cái gì đấy hả? Mày chú quá nhỉ. Nó đây chị Hà. Thằng Yến lại quấy mẹ đấy phải không? Cô ăn chuối ạ. Hôm nay em hư lắm. À cô xin nhé. Tôi đã bảo mà cứ để nó đấy cho tôi. Hôm nay thằng Yến hư quá bà. Nào. Ôi, ra bà bế thằng cún nhà bà nào. Để cho mẹ ăn. Rồi lấy sữa mà vui chứ. À, nhớ Hà Nội đấy bà. Nhớ bố. À. Này, chà, bố cái thằng Nixon này. Nó cứ rình để nó bắt nạt cháu bà này. À. Cháu bà mà lớn lên thì nó đừng hỏng mà thoát này. À. Bác để cháu bé cho. Em ơi em ngủ. Để mình gánh cho. Vừa gánh đủ rồi để cho cái hạt. Con thương mẹ, thương em. Con đừng khóc nữa. Con phải giữ gìn sức khỏe để học hành. Có thế bố mới yên tâm. Bố chỉ còn có một mình con. Bố đã nghe cô Nga kể lại ngày cuối cùng của mẹ và em Thủy Dương. Bố tin con của bố sẽ tự hào hơn. Cả Hà Nội đều để tang cho Khâm Thiên. Mẹ và cô Nga đều làm việc ở nhà máy. Khi ở nhà máy, mẹ con về gần đến lớp mẫu giáo thì có báo động. Một loạt bom nổ ngay trước mặt. Trúng ngay vào một vườn trẻ. Đừng sợ nhé, cháu ngồi xuống đây nhé. Để cô lên cô đón các bạn. Cô lên một tí thôi. Nào, cháu ngoan nào. À ngoan, đừng sợ. Được các cô chú cứu thoát. Lớp mẫu giáo của Thủy Dương cũng bị bom sập hết. Bố không tìm thấy em. Hôm bố nghe tin nhà vội về thăm mẹ và Thủy Dương. Thì cô Nga đã đem con lên trường rồi. Con thương bố, phải chăm ngoan, học giỏi, nghe lời thầy cô, sau mới nên người con này. Vâng ạ. Bố đã thu xếp mọi điều cho con ở lại trường rồi. Con cứ yên tâm mà ăn học con nhé. Chủ nhật bố phải lên đây với con cơ. Ấy, tao vấp ngã con. Bố đưa con gánh. Để bố gánh. Hà này, lần này bố phải đi công tác xa đấy. Bố đi đâu? Xa lắm. Lâu lắm bố mới về thăm con được. Không nhớ hết được. Cả đêm hôm đó bố cháu ở lại, chỉ ngồi lặng nhìn cháu ngủ, không chợp mắt được một chút nào. Cháu muốn thức với bố, nhưng bố không nghe. Thương bố. Nhắm mắt lại, cháu lại càng thấy thương mẹ, thương em. Và thật bất ngờ chú ạ, khi bố cháu vừa đi được mấy hôm thì cháu nhận được tin em Thùy Dương. Tôi đã đưa cho bác sĩ chủ nhiệm. Dạ. Cần gì chị cứ gọi 05. Dạ. Chị ơi, có phải em bé? Không phải đâu, xin lỗi. Chị hãy bình tĩnh, can đảm lên. Tôi bận một chút. Chị cứ yên tâm, em bé có hy vọng đấy. Tôi cũng là mẹ. Không, tôi không. Chị ấy tin rằng tôi rất thông cảm với chị. Nếu con tôi lớn, tôi cũng sẽ sẵn sàng cho nó sang Việt Nam. Hai mẹ con ở đâu? Còn sống không? Nói đi. Cậu bị ngạt nặng, đưa ra ngay. Vẫn không thấy hai mẹ con đâu. Có lẽ bị kẹt trong góc hầm mộ. Phải đục tường thì mới cứu được. Chết mất. Tập trung lại đây. Mang thằng em của cô này này. Có một là thế này. Mau lên. Ai đấy? Chỉ còn hai mẹ con ở trong đó. Tìm thấy ai đấy? Ở bên trong không có cách nào vào được. Nguy mất. Ông Sĩ đâu? Chị tỉnh lại đi. Chị tỉnh lại đi. Con gái chị được cứu sống rồi. Cháu sẽ được cứu sống chị ạ. Tôi không phải là má của cháu. Tôi là người qua đường. Khâm Thiên. Chị ấy còn có một bức thư chưa gửi bác ạ. Sau ngày gặp anh là em lại vùi đầu vào những bản đồ án thiết kế, với những ước mơ xây dựng Hà Nội tương lai, và cả Sài Gòn nữa chứ anh. Quê em đó, một miền quê với bao thương nhớ. Có bản vẽ nào của em mà không mang hình ảnh của anh, cả tính hay hờn dỗi nữa. Anh thương, chỉ còn mấy ngày nữa là chúng ta làm lễ cưới. Cứ nghĩ tới đó là em lại thấy ứa nước mắt, vì sung sướng, ngượng ngùng, băn khoăn. Đi tìm bố cháu để báo tin cho bố cháu mừng, và hỏi bố cháu bây giờ Thùy Dương ăn ở, học hành như thế nào. Chú sẽ xin phép đơn vị về thăm Thùy Dương và cháu luôn, Ngọc Hà. Hãy coi chú như người thân trong gia đình. Hãy tin ở chú. Phải hứa với chú là không bao giờ được khóc nữa nhé. Không, cháu không khóc đâu, tự dưng đấy. Bao giờ cháu được gặp bố? Ngọc Hà, thế nào chú cũng tìm ra địa chỉ của bố cháu. Có thể bố cháu đang chiến đấu ở nơi xa. Chú sẽ đưa cháu về bộ tư lệnh. Bác chính ủy sẽ rất thương yêu cháu và bé Thùy Dương. Alo, 97 đâu? Alo, tôi nghe đây. Dạ. Quân đội 97 đã về tới vị trí chiến đấu chưa? Báo cáo đại tá tư lệnh, đoàn xe chúng tôi đang đi vào trận địa. Đêm nay giặc Mỹ âm mưu đánh phá ác liệt vào Hà Nội. Mệnh lệnh các đơn vị tên lửa bảo vệ thủ đô, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Điều với xe con đi làm nhiệm vụ ngay bây giờ. Đó. Đưa cháu về bộ tư lệnh. Đồng chí chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cháu trên đường đi. Rõ chưa? Đó. Cháu đi nhé. Ừ. Ngọc Hà, sau trận đánh chú sẽ lên chỗ cháu ngay. Chú sẽ lo việc học hành cho Thùy Dương. Nằm xuống. Đưa cháu về hầm trú ẩn của ban chỉ huy. Rõ. Bảy sẵn sàng. Kiểm tra chức năng gọn. Mở máy, kiểm tra chức năng gọn. Không, sao? Cứ đi xong, cứ đi xong. Chuẩn bị đạn. Nhất đủ. Đạn kiểm tra xong, 3 danh sẵn sàng chiến đấu. Mục tiêu xuất hiện từ xa. Cự ly 300. 3 chiếc. Công vị 250, cự ly 100, tốc 03. Công vị 326, cự ly 100, độ cao 11, tốc 354. Thu nhiêu. Phương vị 180, 270. Phương vị 180, 270. Độ cao 11. Thu nhiêu. Phương vị 35. Mục tiêu vào đều. Cự ly 100, 170. Độ cao 11. 180, 180. 38, 200. 36, 210, 34, 220, 32. Mục tiêu bay thẳng vào, không ạ. Tập trung tiêu diệt tốt 05, phương vị 225, cự ly 32, độ cao 11. Nhấn đô. Mục tiêu đang bay thẳng vào. 70, 50. Mục tiêu vào vùng phóng, mở bài chiến đấu. Cự ly 32, 2 quả. Phóng. Phóng quả 1, cự ly 32, có điều khiển. Phóng quả 2, cự ly 32, có điều khiển. Theo dõi đạn. Đạn có điều khiển. Bám sát chính xác mục tiêu. Mục tiêu đã định diện. B-52 cháy. B-52. B-52 cháy rồi cô chú ơi. Những khối lửa to lắm cơ cô chú ạ. Giống hệt như ở nơi sơ tán. Đêm nào tôi cũng trông thấy con B-52 rơi. Cứ như cái mái nhà cháy bùng to thế này này. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố thí nghiệm có thể bị đàn áp. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Kịp chiến đấu chú ý, các tốp mới xuất hiện, chuẩn bị chiến đấu. Phương vị 040, cự ly 45, nâng cao thế. Mục tiêu bay vào, 01. Cự ly 50, 200, độ cao 11. Chú ý, chuẩn bị đánh. Alo 97 đâu? Tôi đây. Báo cáo, địch đang đánh vào 97. Rất tiếc có các đồng chí đang được bảo vệ, có đồng chí nào bị thương không? Có một chiến sĩ bị thương, đã cho đi cấp cứu. Đã cho em bé rời khỏi trận địa chưa? Dạ. Báo cáo, không kịp, nhưng đã đưa em xuống hầm. Chú đau lắm không? Có lần cháu cũng bị ngã gãy tay. Tay này này, vì chạy máy bay đêm mà. Đau ghê lắm cơ, cháu khóc. Mẹ cháu cũng khóc. Thương mẹ, cháu không khóc nữa. Alo, tôi nghe đây ạ. Sao ạ? Chú ý phương án 2. Rõ. Các đồng chí, không quân ta đã xuất kích. Chú ý phương án 2. Hiệp đồng thật chính xác. Bắt đầu mục tiêu, đề nghị chốt tiêu diệt. Kiểm tra. B-52, đề nghị chốt tiêu diệt. Sục sạo, phương vị 040. Có phương vị 040. Cự ly 35, Bắt sóng, yếu đội hình. Tiêu diệt tốt 302. Phương vị 030. Cự ly 50. Độ cao 11. 3 điểm 11 giây. 2 quả. Mục tiêu vào vùng phóng. Chuyển bạch chiến đấu. Tốt. Quả thứ nhất. Phóng. Ngọc Hà. Ngọc Hà, cháu đâu rồi? Ngọc Hà. Cháu đang ngủ. Tìm được đơn vị anh hùng của ba hai cháu. Trong những ngày anh còn làm nhiệm vụ ở chiến trường xa, nơi tuyến đầu của Tổ quốc, tôi đã thay anh trông nom hai cháu vui chơi khôn lớn.